Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Trước đó, ngày 14 tháng 11, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Sáng ngày 27 tháng 12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh này còn có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học và công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ và 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y. 4 bị cáo thuộc Học viện Quân y gồm Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, bị truy tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 cựu sĩ quan còn lại gồm Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá trưởng phòng tài chính và Lê Trường Minh, cựu thiếu tá trưởng ban hóa dược, cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ngoài có nguy cơ vào Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu bộ kit xét nghiệm COVID-19. Do vụ lợi cá nhân, từ tháng 1 năm 2020, Trịnh Thanh Hùng đã thông đồng với Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa công ty Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất 20.000 test kit thử nghiệm. Sau đó, để Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2020, Học viện Quân y ký hợp đồng thực hiện đề tài với Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ với tổng kinh phí đề tài 18,98 tỷ đồng. Quá trình nghiên cứu đề tài, các bị cáo Hùng, Sơn, Việt xác định kit Việt Á cung cấp tốt hơn nên thống nhất không cần Học viện Quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu của mình mà để Việt Á sản xuất 20.000 test kit thử nghiệm. Theo Viện Kiểm sát, hành vi gian dối của các bị cáo trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần 18,5 tỷ đồng. Ông Hùng bị cáo buộc nhận lót tay 350.000 USD từ Việt Á, ông Sơn nhận 2,5 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, quá trình thực hiện đấu thầu vật tư y tế để phòng dịch COVID-19 tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2021, Học viện Quân y báo cáo Bộ Quốc phòng xin ngân sách quốc phòng 24,6 tỷ đồng, nhưng trên thực tế học viện đã ký hợp đồng và thanh toán cho công ty Việt Á 41,7 tỷ đồng, cao hơn báo cáo Bộ Quốc phòng hơn 17 tỷ đồng. Tổng số tiền Phó Tổng Giám đốc Việt Á đã chi phần trăm hoa hồng sau khi được thanh toán tiền bán kit xét nghiệm tại 3 địa phương trên cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y là 7,1 tỷ đồng. Trong đó, lại quả cho bị cáo Sơn 2,5 tỷ đồng, bị cáo Hiệu 3,56 tỷ đồng và bị cáo Tuấn 1,37 tỷ đồng. Phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử cũng triệu tập 16 người với tư cách nhân chứng. Trong đó có Trung tướng Đỗ Quyết, nguyên giám đốc Học viện Quân y, Đại tá Phạm Nhật Quang, nguyên tránh thanh tra Học viện Quân y. Tuy nhiên, ông Quyết, ông Quang cùng các nhân chứng đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Vào hồi 20 giờ tối ngày 25 tháng 12, một đối tượng tàng trữ trái phép 600 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin bị tổ công tác của đồn biên phòng Mường Mơn phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng Điện Biên phát hiện, bắt giữ. Đối tượng bị bắt là Lường Văn Thưởng, sinh năm 1969, trú tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực mốc 84, tuyến biên giới Việt Nam-Lào với mức giá là 3 triệu đồng, với mục đích mang về để bản thân sử dụng. Lợi dụng đêm tối giá rét sương mù, Thưởng đi mua ma túy nhằm trốn tránh kiểm soát của lực lượng chức năng. Trên đường quay trở về thì Thưởng bị tổ công tác biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Mường Mơn, bộ đội biên phòng Điện Biên tiến hành các thủ tục tố tụng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ở kinh doanh xăng dầu nhưng đại lý Thúy Hạnh do bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh làm chủ đã mua xăng dầu không rõ nguồn gốc để bán lại cho người tiêu dùng.
Hành vi của cơ sở này đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện, tang vật đang bị tạm giữ để điều tra. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 12, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cùng công an địa phương đã tiến hành kiểm tra đại lý xăng dầu Thúy Hạnh, địa điểm kinh doanh tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Qua kiểm tra, các đơn vị phát hiện đại lý đổ 3 can nhựa loại 30 lít chứa xăng A95 vào hầm chứa nhiên liệu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 can nhựa chứa khoảng 90 lít xăng A92 nhưng không có hóa đơn chứng từ. Làm việc với ông Trương Văn Thái, 42 tuổi, quản lý đại lý xăng dầu Thúy Hạnh, ông Thái khai nhận đã mua khoảng 180 lít xăng A95 và A92 với giá thấp hơn giá thị trường mỗi lít 1.000 đồng rồi đổ vào hầm rồi bán lại cho người tiêu dùng, thu tiền chênh lệch. Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản vụ việc, niêm phong các hầm chứa với khoảng 7.000 lít xăng dầu do đại lý này sở hữu. Công an Nghệ An vừa phá thành công 2 đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ với hơn 1,9 tấn pháo và 6 đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận. Rạng sáng ngày 26 tháng 12, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 4 đối tượng mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ hơn 1,23 tấn pháo hoa nổ. Cầm đầu đường dây này là Hồ Viết Sơn, sinh năm 1995 và Nguyễn Cảnh San, sinh năm 1982, cùng trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Trước đó vào ngày 24 tháng 12, Công an huyện Nghi Lộc cùng các lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc và Đậu Thanh Tuấn, sinh năm 1987, trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ là 672 kg pháo hoa nổ các loại. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 cho đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện, xử lý 199 vụ với 279 đối tượng, thu giữ hơn 3,3 tấn pháo nổ các loại. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã kiểm tra đột xuất một kho hàng nằm trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện số lượng lớn các mặt hàng vi phạm. Đáng chú ý, đây là kho hàng lớn của một TikToker có hơn 1 triệu follow với tên gọi là mileystyle.com. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, đại diện kho hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại đây có gần 60 nhân viên chuyên đóng gói hàng hóa để giao cho khách, 12 số điện thoại chốt đơn tư vấn khách hàng. Trung bình mỗi ngày, kho hàng này xuất bán hàng ngàn đơn hàng thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh như GNT và Giao hàng Tiết kiệm. Có thể nói là đối tượng đã bán hàng trên đồng thời một lúc trên rất nhiều các nền tảng, đặc biệt các nền tảng bán hàng livestream Facebook, trên TikTok Shop, trên Shopee, trên Lazada vân vân. Kết hợp rất nhiều các đối tượng như cái người nổi tiếng khác nhau để cùng livestream, cùng chia sẻ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ tính riêng một lượt livestream trên TikTok với 15.000 người xem một lần livestream, trong vòng 20 ngày, doanh thu đã lên tới gần 3 tỷ đồng. Hàng hóa tại đây đa phần là sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng. Trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Thực hiện quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua các sàn thương mại điện tử như các Zalo, Facebook và TikTok. Thì qua cái thời gian theo dõi và tìm hiểu thì phát hiện đây là một cái cơ sở điển hình kinh doanh và bán những cái sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử với số lượng hàng hóa rất là lớn. Chúng tôi đã tiếp tục kiểm tra để thu giữ lượng hàng hóa này và để xử lý theo quy định pháp luật. Do số lượng hàng vi phạm quá lớn và nhiều mặt hàng nên lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình kiểm đếm, thống kê tại kho hàng này. Số hàng hóa đã bị tịch thu niêm phong, chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ mail đường dây nóng @vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.